Thái Lan. Ok, Thái Lan 6 tháng rưỡi nè, Thái Lan. Nhưng mà Thái Lan có thể ăn cái này nè. Nhưng mà cái này mình cho con nít ăn mình nhớ phải coi chừng nó nha. Tại vì bé Thái Lan nó bắt đầu mình cho nó ăn hơi sớm á. Tại vì 8 tháng thì mình mới bắt đầu này. Gọi là finger food đó mọi người. Để mọi người đổ ra đây. Cho Thái Lan ăn nè. Giờ bắt đầu nó cũng hay bị ấy 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 cho nó mình nhớ nhớ ngay miệng nó cho nó mềm. Chứ cái này là 8 tháng mới được ăn cho mọi người. Thái Lan mới có 6 tháng rưỡi thôi, 6 tháng là bắt đầu cũng có ăn cái này rồi. Nhưng mà mình đút cái mình coi chừng nó, cho nó ngậm 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 thế như nào mình thấy nó mềm rồi mình mới buông ra. Cho con. She likes it. You like it. Okay. Thái Lan thích nè. Mommy nói cái tiếng gì mà kỳ quá con. She likes it. You like it. Yeah, Thái Lan ăn nè. Thái Lan nhà thấy thương không? Nhưng mà Thái Lan biết ăn giống như nè, nó quen quen chút chút rồi. Yay. Được rồi. Cái tấm này dơ rồi nè, sắp sửa phải lấy ra giặt nha con. She know how to chew it. À, wow, quay vô nhìn nó đang thù lùi hả con? À, quay vô quay thù lùi à? That's okay, cái máy của mẹ dởm quá, mẹ thay cái máy mới nha, quay cho đẹp chút nha. Ngon quá. Trời ơi, ngon quá chừng nè. Một lần bé có thể ăn tí ăn lúc mà nó ăn nhiều có thể 20 bông này là nó ăn hết trơn luôn. Chào đi, say hi đi. Nhai nước đi chị ơi. Nhai nước đi con. Đó, giỏi chưa? Nhai nước. Đừng có nãy nè. Đấy. Đó, nó biết đẩy vô, biết đẩy cái bánh nó vô đó mọi người. Thấy không? Đó. Nên si chú rồi đó. Nên đó, nên đó. Dạ, con biết ăn đó. Rồi, giỏi. Rồi, thôi con bye bye đi. Con bye bye đi. Rồi, nó hơi hai bờ mọi người đó. Nó tống người nó kiểu vậy đó. Bye bye. Bye bye. Bye bye.